Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình tư vấn Hỏi để khỏe hơn. Với mục tiêu cung cấp những thông tin y tế, sức khỏe chính thống đến từ các chuyên gia với bề dày kinh nghiệm trong ngành đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Như mong rằng chương trình Hỏi để khỏe hơn sẽ là một cầu nối giải đáp mọi thắc mắc của quý khán giả. Với mục tiêu trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức để có thể tự bảo vệ bản thân và rộng hơn là vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, triệu chứng đường tiểu dưới có thể xuất hiện ở cả hai giới, nhưng phần lớn là nam từ 45 tuổi trở lên. Hơn nữa, về mặt tâm lý, đối với phái mạnh thì đây là một vấn đề vô cùng nhạy cảm và khó chia sẻ, dẫn đến cách xử trí bệnh không đúng. Họ thường tự tìm cách để tự cải thiện thay vì đến cơ sở y tế để tìm hiểu về nguyên nhân. Điều này dẫn đến việc điều trị sai cách và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe. Chính vì vậy, để giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về tình trạng triệu chứng đường tiểu dưới ở nam giới, Trung tâm Truyền thông Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với công ty Sanofi Việt Nam thực hiện chương trình tư vấn Hỏi để khỏe hơn cùng chủ đề Chẩn đoán ban đầu triệu chứng đường tiểu dưới. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên fanpage YouTube của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể đặt câu hỏi và gửi những thắc mắc của mình trong phần bình luận bên dưới để được bác sĩ giải đáp ngay trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia của buổi tư vấn ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Đoàn Vương Kiệt, khoa Niệu học chức năng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào. Ngày hôm nay rất là vui khi mà bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình. Còn ngay bây giờ thì Ngọc Nhi xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng xem thông tin hình ảnh của chuyên gia thạc sĩ bác sĩ Đoàn Vương Kiệt, khoa Niệu học chức năng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông qua clip tư liệu sau đây. Thạc sĩ bác sĩ Đoàn Vương Kiệt đã có gần 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiết niệu. Bác sĩ là chuyên gia trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý rối loạn chức năng đường tiết niệu, tiểu không tự chủ, các dạng bệnh thuộc lĩnh vực niệu nữ và sàng chậu, bàng quang thần kinh. Bác sĩ đã có nhiều công trình nghiên cứu và bài báo khoa học về điều trị một số bệnh lý đường tiết niệu, niệu học chức năng. Hiện thạc sĩ bác sĩ Đoàn Vương Kiệt đang công tác tại khoa Niệu học chức năng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thưa bác sĩ, Ngọc Nhi hy vọng rằng ngày hôm nay với sự tư vấn của bác sĩ thì chương trình của chúng ta sẽ mang đến những thông tin hữu ích và giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về các triệu chứng đường tiểu dưới ở nam giới. Từ đó thì khán giả sẽ có những cái cách để chúng ta xử trí phù hợp nếu như chúng ta không may rơi vào cái tình trạng này. Và trước khi bắt đầu chương trình thì Ngọc Nhi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một clip tư liệu về triệu chứng đường tiểu dưới ngay sau đây để chúng ta có thể hiểu rõ về nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Hiểu đúng về phì đại tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ ở khung chậu và chỉ có ở nam giới. Tuyến tiền liệt có kích thước cỡ một quả chanh nhỏ, nằm bên dưới bàng quang và bao quanh tiểu đạo, đã đường dẫn nước tiểu từ bàng quang đi qua dương vật và ra ngoài. Tuyến tiền liệt có vai trò quan trọng, là nơi sản sinh chất dịch nhầy giúp tạo thành tinh dịch và vận chuyển tinh trùng. Khi tuổi tác lớn hơn, tuyến tiền liệt cũng trở nên lớn hơn, còn gọi là phì đại tuyến tiền liệt. Tình trạng này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể ảnh hưởng đến việc tiểu tiện bởi sự gia tăng kích thước của tuyến tiền liệt sẽ làm hẹp hoặc làm nghẽn điều đạo. Phì đại tuyến tiền liệt tăng theo tuổi tác. Phì đại tuyến tiền liệt liên quan chặt chẽ với tuổi tác và là triệu chứng khá phổ biến ở nam giới từ 50 tuổi trở lên. Với tỷ lệ khoảng 50% nam giới độ tuổi 50 đến 60 sẽ mắc triệu chứng này. Theo đó, tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng lớn, có thể lên đến 90% ở nhóm trên 80 tuổi. Các triệu chứng của phì đại tuyến tiền liệt. Một số triệu chứng thường gặp khi bị phì đại tuyến tiền liệt bao gồm: dòng tiểu yếu hoặc bị gián đoạn, tiểu khó hoặc phải dặn khi tiểu, tiểu gấp, tần suất đi tiểu nhiều lần hơn trong ngày hoặc cả ban đêm, tiểu buốt, tiểu không hết, bị đau bàng quang và bụng dưới khi tiểu, tiểu sóng, tiểu không kiểm soát. Điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Để duy trì sức khỏe luôn được tốt, điều trị phì đại tuyến tiền liệt giữ vai trò quan trọng. Việc kéo dài tình trạng hoặc trì hoãn điều trị sẽ làm nặng hơn triệu chứng và có thể gây nên bí tiểu, nhiễm trùng đường tiết niệu, tiểu ra máu, sỏi bàng quang hoặc thậm chí suy thận. Hãy hành động. Nếu gặp phải một trong các triệu chứng trên, hãy đến bệnh viện để được chẩn đoán sớm bởi các bác sĩ chuyên khoa.
một số triệu chứng có thể cải thiện một cách dễ dàng với những thuốc điều trị hiệu quả và ít tác dụng phụ. Hành động sớm, điều trị đúng cách theo chỉ dẫn từ bác sĩ sẽ giúp cải thiện và kiểm soát tốt triệu chứng đường tiểu dưới do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. Thưa quý vị, tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt được biết đến là nguyên nhân phổ biến gây ra các triệu chứng đường tiểu dưới ở nam giới. Tuy nhiên, đây không phải là bệnh lý duy nhất dẫn đến các tình trạng này. Bằng cách xác định được chính xác nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của nó, thì việc điều trị mới có thể đạt được hiệu quả cao. Và để hiểu rõ hơn về các nguyên nhân dẫn đến triệu chứng đường tiểu dưới ở nam giới, Ngọc Nhi xin mời quý vị sẽ cùng bước vào chủ đề 1 của chương trình với tên gọi là các bệnh lý làm gia tăng nguy cơ xuất hiện triệu chứng đường tiểu dưới. Và quý vị thân mến, đầu tiên chắc là cho phép Ngọc Nhi xin được đặt một câu hỏi dành cho bác sĩ của chúng ta, bác sĩ Đoàn Quân Kiệt là các bệnh lý nào có thể làm xuất hiện những cái triệu chứng đường tiểu dưới ạ? Xin chào Ngọc Nhi, xin chào quý vị khán giả. Thì như nói là cái triệu chứng đường tiết niệu dưới đó thì thật là thường gặp, mà đặc biệt là ở người nam giới lớn tuổi. Thì đầu tiên mới hiểu là cái triệu chứng đường tiết niệu dưới thì bao gồm những cái triệu chứng gì. Thì về triệu chứng đường tiết niệu dưới thì có thể chia làm 3 nhóm triệu chứng. Nhóm triệu chứng thứ nhất là nhóm triệu chứng thuộc về chứa đựng, là những cái triệu chứng như là tần số đi tiểu thì tăng hơn, tiểu đêm, tiểu gấp hoặc là tiểu không kiểm soát. Nhóm triệu chứng thứ hai là nhóm triệu chứng đi tiểu hay là nhóm triệu chứng tống xuất, thì bao gồm các triệu chứng như là tiểu chậm đầu dòng hay là đứng lâu một hồi mới tiểu, tiểu ngắt quãng hoặc là dòng tiểu yếu. Tia tiểu thì chia ra làm nhiều tia, nhiều dòng, phải rặn tiểu và tiểu nhỏ giọt cuối dòng. Và nhóm triệu chứng thứ ba là nhóm triệu chứng sau khi đi tiểu, thì bao gồm hai cái triệu chứng là cảm giác tiểu không hết và tiểu xong rồi thì khi mà đứng dậy mặc trang phục thì lại thấy nhỏ thêm vài giọt nước tiểu nữa, gọi là tiểu nhỏ giọt sau khi đi tiểu. Thì đây là cái ba nhóm triệu chứng trong cái nhóm triệu chứng đường tiết niệu dưới. Mà vấn đề về tuyến tiền liệt đó, thì tại cái vị trí của tuyến tiền liệt nó lại nằm ngay cái vị trí là nó nằm ở cái đường ra của bàng quang, mà nó lại nằm bao quanh cái chỗ cái niệu đạo tuyến tiền liệt. Đây là cái vị trí cửa ngõ đường ra của bàng quang, nên khi có các bệnh lý của tuyến tiền liệt thì hiển nhiên rằng là nó sẽ gây nên những cái rối loạn đi tiểu. Tuy nhiên á, không phải chỉ có một mình cái bệnh lý ở tuyến tiền liệt nó gây nên cái rối loạn đi tiểu, mà có thể thấy được rằng là những cái bệnh lý mà thường gặp nhất á, thường gặp hơn á, thì lại là những cái bệnh lý về nhiễm khuẩn đường tiết niệu hoặc là sỏi đường tiết niệu, thì nó gây cái triệu chứng đường tiết niệu thường hơn so với lại bệnh lý tuyến tiền liệt. Tuy nhiên á, là cái bệnh lý tuyến tiền liệt thì thường nổi cộm ở người đàn ông lớn tuổi nên là thường hay được quan tâm nhiều hơn. Thì các bệnh lý liên quan đến tiền liệt thì bao gồm có tăng sinh lành tính tiền liệt nè, viêm tuyến tiền liệt cấp hay mãn tính, ung thư tuyến tiền liệt hay là có vôi hóa trong tuyến tiền liệt cũng gây nên những cái triệu chứng của đường tiết niệu dưới. Ngoài ra thì cũng không quên những cái bệnh lý là ở thần kinh đó, làm chi phối ảnh hưởng đến chức năng của đường tiết niệu dưới, gây nên các triệu chứng của đường tiết niệu dưới. Cũng có những số trường hợp là không có nguyên nhân nào cả cũng có triệu chứng đường tiết niệu dưới, nên có thể thấy rằng là triệu chứng đường tiết niệu dưới có thể xuất hiện rất là nhiều và đa dạng ở nhiều cái loại bệnh khác nhau và cũng như nhiều cái đối tượng bệnh nhân khác nhau. Theo Ngọc Nhi được biết thì tiểu đêm có thể độc lập với các điều kiện khác gây ra triệu chứng đường tiểu dưới, thì xin nhờ bác sĩ giải thích rõ hơn với trường hợp này đi ạ. Nói về tiểu đêm và cái triệu chứng đường tiết niệu dưới thì tiểu đêm như hồi nãy có thể nói là nó nằm trong cái nhóm triệu chứng chứa đựng trong cái triệu chứng đường tiết niệu dưới. Tuy nhiên á, là cũng có thể phân biệt tiểu đêm nó có hai vấn đề. Thứ nhất là đa niệu về đêm, có nghĩa là làm cái lượng nước tiểu được tăng, bài xuất nước tiểu vào ban đêm, nó là những cái bệnh lý thuộc về cái những cái bệnh lý tổn thương ở thận hoặc là những cái bệnh lý làm tăng áp lực thẩm thấu máu hoặc là tăng cái lượng nước nhập vào, gây nên là cái lượng nước tiểu nhiều vào ban đêm khiến cho bệnh nhân thức dậy vào ban đêm để đi tiểu. Thứ hai á, là cái bệnh lý tiểu đêm nó là nguyên nhân là do cái chứa đựng của cái bàng quang nó bị giảm vào ban đêm, gây nên cái hiện tượng tiểu đêm. Nên là hai cái nhóm nguyên nhân
đa niệu về đêm hoặc là giảm cái chứa đựng của bàng quang và ban đêm là hai cái nhóm bệnh lý rất là khác nhau và cái hướng điều trị rất là khác nhau. Nên nói là tiểu đêm có thể là độc lập so với lại có những cái nguyên nhân độc lập khác so với lại những cái triệu chứng của đường tiết niệu dưới khác. Dạ vâng ạ. Được biết thì các triệu chứng đường tiểu dưới thì xuất hiện phần lớn là ở nam giới và đặc biệt ở lứa tuổi trung niên và cả người lớn tuổi. Vậy thì có phải lão hóa chính là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng này hay không thưa bác sĩ? Là về lão hóa và triệu chứng liên quan tới đường tiết niệu dưới thì có thể thấy được rằng là qua cái hai cái nghiên cứu lớn của Hoa Kỳ là nghiên cứu Amstead và nghiên cứu ở Boston, nghiên cứu về cộng đồng đã khảo sát thì ta thấy là những cái triệu chứng đường tiết niệu dưới lại xuất hiện đa số là ở người đàn ông lớn hơn 50 tuổi. Trên 50 tuổi. Ở hai nghiên cứu này cũng còn cho thấy một cái điều rằng là những đàn ông lớn tuổi, càng lớn tuổi thì nó lại càng ảnh hưởng, triệu chứng đường tiết niệu dưới càng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ. Nên là tần suất và cái ảnh hưởng của đường tiết niệu dưới đối với người đàn ông lớn tuổi là nó cao. Thì tại sao lại xảy ra hiện tượng như thế này? Thì có một số những cái nguyên nhân dẫn tới là lão hóa thì thường hay có đi kèm với triệu chứng đường tiết niệu dưới. Thì đặc biệt đầu tiên các nhà khoa học thấy được rằng là kích thước của tiết tiền liệt thì nó tăng theo tuổi. Có nghĩa là người đàn ông càng lớn tuổi thì cái tuyến tiền liệt họ càng lớn. Mà cái tuyến tiền liệt họ lớn lên thì có khả năng là nó sẽ gây lên những cái triệu chứng của đường tiết niệu dưới. Cái thứ hai á, là những người lớn tuổi thì lại hay có những cái bệnh lý về thần kinh hoặc là mạch máu, mà ngay cả những cái suy giảm về nội tiết tố cũng có thể gây nên những cái triệu chứng của đường tiết niệu dưới nữa. Và cái cuối cùng á, là những bệnh nhân này thường có những cái bệnh lý đi kèm theo khác như là đái tháo đường, như là suy giảm chức năng thận, thì những cái bệnh lý đó cũng có thể gây nên triệu chứng của đường tiết niệu dưới. Nên khi người đàn ông càng lớn tuổi thì lại càng dễ xuất hiện cái triệu chứng đường tiết niệu dưới và lại càng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của họ. Vậy thì nếu mà tăng sinh tuyến tiền liệt là bệnh lý có tỷ lệ gây ra triệu chứng đường tiểu dưới cao nhất thì bệnh lý nào xếp thứ hai ? Và chúng ta xếp hạng tần suất xuất hiện các triệu chứng đường tiết niệu dưới hiện nay chúng ta xếp hạng như thế nào ? Thì đối với lại người đàn ông đó thì vẫn thấy rằng là cái số lượng lớn người đàn ông có triệu chứng đường tiết niệu dưới thì lại liên quan tới lại bệnh lý về tuyến tiền liệt. Ngoài ra cái nguyên nhân thứ hai cũng thường gặp đó là nhóm triệu chứng về bệnh lý bàng quang tăng hoạt. Và cái nhóm thứ ba là cái nhóm bệnh lý liên quan đến những cái bất thường, những cái tổn thương về thần kinh chi phối cho cái hoạt động của cái đường tiết niệu dưới. Những cái tổn thương và những cái bất thường trong cái hoạt động thần kinh này cũng có thể gây nên những cái triệu chứng của đường tiết niệu dưới nữa. Nên đây là ba cái nhóm nguyên nhân lớn và thường gặp gây nên triệu chứng đường tiết niệu dưới ở người đàn ông lớn tuổi. Xin bác sĩ cho biết là người bệnh ngay khi mà họ phát hiện có triệu chứng đường tiểu thì họ nên làm gì? Và nếu mà đến bệnh viện khám thì nên khám chuyên khoa nào ? Những người đàn ông đặc biệt là trên 40 tuổi nếu mà có triệu chứng đường tiết niệu dưới thì nên đến cơ sở y tế khám chữa bệnh và nên gặp bác sĩ chuyên gia về tiết niệu để khám bệnh. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ thưa quý vị, như những thông tin được bác sĩ cung cấp ở trên thì có rất nhiều những cái bệnh lý biểu hiện triệu chứng đường tiểu dưới và các vị chúng ta xác định được là bản thân có đang bị triệu chứng này hay không, suy ngược lại sẽ giúp chúng ta tìm ra được bệnh lý bản thân đang mắc phải thì từ đó chúng ta sẽ có phương pháp điều trị thích hợp và tập trung vào nguyên nhân phổ biến nhất của triệu chứng đường tiểu dưới do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt thì là một trong những cái cách để chúng ta xác định mức độ bệnh được áp dụng phổ biến hiện nay là đánh giá theo bảng điểm IPSS. Và để hiểu rõ hơn thì Ngọc Nhi mời quý vị sẽ cùng đến với chủ đề tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, đó là cách xác định đánh giá mức độ bệnh dựa vào bảng điểm IPSS. Thưa bác sĩ, Ngọc Nhi muốn hỏi là cái triệu chứng đường tiểu dưới do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt thì có thể được đánh giá mức độ nặng nhẹ thông qua bảng tính điểm là IPSS. Vậy thì cái bảng tính điểm IPSS này nó là gì? Và chúng ta có thể tự tính cái điểm này tại nhà của mình không ? Về cái bảng điểm IPSS, đây là cái bảng điểm rất là nổi tiếng để đánh giá những cái triệu chứng đường tiết niệu dưới mà liên quan đến tuyến tiền liệt. Bảng điểm này thì cũng được rất là nhiều những cái trung tâm y tế lớn trên thế giới áp dụng và hầu hết các bệnh viện hiện nay là áp dụng cái bảng điểm này để đánh giá cái triệu chứng đường tiết niệu dưới liên quan đến tuyến tiền liệt. Thì đây là một cái
bản điểm có mang tính quốc tế, và đây là bản điểm mà bệnh nhân tự trả lời các câu hỏi, và sau đó bác sĩ sẽ tính điểm và phân độ các triệu chứng liên quan tiết niệu dưới, và từ đó lên định hướng cho các quyết định điều trị, nên hoàn toàn bệnh nhân có thể thực hiện cái bản điểm này tại nhà. Như bác sĩ chia sẻ thì cái điểm IBSS mình cao hay thấp thì nó cũng sẽ ảnh hưởng việc mà người bệnh sẽ được áp dụng các phương pháp điều trị như thế nào, đúng không ạ? Và cụ thể là chúng ta sẽ dùng thuốc hoặc là phẫu thuật. Thì xin bác sĩ chia sẻ rõ hơn là về từng cái khoảng điểm IBSS cho từng phương pháp ạ. Bản điểm IBSS thì là một cái bản điểm gồm 7 câu hỏi, trong đó có 4 câu hỏi liên quan đến các triệu chứng thuộc về nhóm tống xuất hay là nhóm đi tiểu như hồi nãy đã trình bày đó, và có 3 câu hỏi thì liên quan đến cái nhóm triệu chứng thuộc về chứa đựng. Cách tính điểm là trong mỗi cái triệu chứng sẽ được tính điểm từ 0 điểm cho tới 5 điểm. Có 7 câu hỏi như vậy là điểm thấp nhất là 0 điểm và điểm cao nhất là 35 điểm. Đối với những bệnh nhân mà có triệu chứng đường tiết niệu dưới mức độ nhẹ thì có số điểm IBSS từ 0 đến 7 điểm, và mức độ trung bình là từ 8 điểm cho đến 19 điểm, và mức độ nặng là từ 20 cho đến 35 điểm. Trong nhóm những bệnh nhân mà có triệu chứng đường tiết niệu dưới mức độ nhẹ đến trung bình thì có thể áp dụng các phương pháp như là chờ đợi và theo dõi, hoặc là các phương pháp điều trị nội khoa. Những bệnh nhân mà thuộc nhóm được triệu chứng được tiết niệu dưới mức độ nặng đó thì có thể xem xét có thể phẫu thuật hoặc là các biện pháp xâm lấn hơn. Một trong những cái phương pháp điều trị bệnh đường tiểu dưới đó là chúng ta phải quan sát và chờ đợi, watchful waiting. Người ta hay nói như vậy. Và cái yếu tố quyết định người bệnh có nên lựa chọn phương pháp này hay không chính là đánh giá cái sự kết hợp giữa điểm IBSS và điểm chất lượng cuộc sống. Như lúc nãy bác sĩ cũng có chia sẻ về IBSS rồi. Vậy thì điểm IBSS nó ảnh hưởng đến quyết định này như thế nào ạ? Hồi nãy có thể trình bày với lại quý vị khán giả đó, thì điểm IBSS chỉ là điểm đánh giá về mức độ của các triệu chứng của đường tiết niệu dưới thôi. Tuy nhiên rằng là để quyết định điều trị á, thì cái yếu tố quan trọng khác cần phải quan tâm đó là cái triệu chứng đường tiết niệu dưới này ảnh hưởng như thế nào đến cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, đến những cái sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân. Thì sau này các chuyên gia có phát triển thêm thêm vào bản điểm IBSS là cái điểm đánh giá về chất lượng cuộc sống. Thì cái điểm đánh giá chất lượng cuộc sống bằng một cái câu hỏi đơn giản thôi. Nếu mà tưởng tượng rằng là mình sống suốt quãng đời còn lại với những triệu chứng đang hiện có đó, thì ông cảm thấy như thế nào? Có thể chia ra là các mức độ là từ 0 cho đến 6 điểm. 0 có nghĩa là cảm thấy rất là tốt, rất là thoải mái, không sao hết. Đúng rồi. Còn 6 điểm là cảm thấy rất là mệt mỏi và không thể chịu đựng được. Đó, thì tùy theo những cái điểm IBSS là những cái triệu chứng đường tiết niệu dưới nó ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, và bác sĩ sẽ có cái phương pháp để điều trị thích hợp. Vậy thì sau bao lâu thì người bệnh có thể chấm điểm IBSS một lần nữa, sau khi mình chấm lần đầu rồi, để thấy được cái mức độ bệnh nó cải thiện theo thời gian ạ? Thì để theo dõi những bệnh nhân mà có triệu chứng đường tiết niệu dưới đó thì cũng tùy theo cái phương pháp điều trị của bệnh nhân. Nếu đối với lại những bệnh nhân mà cái triệu chứng đường tiết niệu dưới không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống đó thì có thể áp dụng phương pháp là chờ đợi và theo dõi. Thì những bệnh nhân mà áp dụng phương pháp chờ đợi và theo dõi này á, thì các chuyên gia khuyên rằng là nên tái đánh giá hay là đánh giá lại bản điểm IBSS khi mà có thay đổi về triệu chứng. Có những bệnh nhân đang có triệu chứng bình thường như thế này, tự nhiên bỗng nhiên xuất hiện triệu chứng mới, hoặc là những cái triệu chứng đang có nó nặng lên, thì mình nên đánh giá lại bản điểm IBSS. Hoặc nếu không có thay đổi gì cả thì cũng nên đánh giá lại sau mỗi 6 tháng. Còn những bệnh nhân mà điều trị nội khoa bảo tồn thì có thể đánh giá lại đầu tiên là sau 4 đến 6 tuần, và sau đó là hàng mà mỗi 3-6 tháng, sau đó là hàng năm. Những bệnh nhân mà có phẫu thuật thì cũng được đánh giá lại là sau từ 4 đến 6 tuần.
hàng 3 tháng, sau đó hàng 6 tháng và hàng năm. Dạ. Nè. Cái này mình phải làm thường xuyên luôn ạ. Đúng rồi. Suốt đời. Gần như là như vậy. Dạ, vâng ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ bác sĩ ạ. Và thưa quý vị, chúng ta thấy là bảng điểm IPSS là một trong những cái cách giúp cho người bệnh có thể tự đánh giá được cái triệu chứng đường tiểu dưới do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, vì đây là các đánh giá từ chính bản thân của người bệnh nên là phần nào sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố như là cảm tính hay là thiếu độ chính xác, đúng không ạ? Dạ. Do đó, để xác định đúng người bệnh có đang mắc phải triệu chứng đường tiểu dưới hay không, bác sĩ cần tiến hành các chẩn đoán cận lâm sàng. Và để hiểu rõ hơn các cái chẩn đoán này bao gồm những gì thì Ngọc Nhi xin mời quý vị sẽ cùng đến với chủ đề tiếp theo: những điều cần biết khi chẩn đoán cận lâm sàng triệu chứng đường tiểu dưới do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt ạ. Vâng ạ, trong phần này thì cho phép Ngọc Nhi được hỏi là vậy thì người bệnh có thể dựa vào những cái dấu hiệu nào để có thể xác định được là bản thân có đang bị triệu chứng đường tiểu dưới hay không, thưa bác sĩ? Thì cái này thì rất là dễ dàng nhận biết được thôi. Tại vì cái hoạt động đi tiểu là một cái hoạt động mang tính thư giãn. Đó nghĩa là người mà đi tiểu bình thường đó thì họ cảm thấy rất là thoải mái và thư giãn khi đi tiểu. Vậy thì có bất kỳ những cái dấu hiệu nào dẫn tới khó chịu trong việc đi tiểu, có nghĩa rằng là bệnh nhân đó có thể đang có triệu chứng đường tiết niệu dưới rồi, mới cảm thấy khó chịu. Và khi bệnh nhân có triệu chứng đường tiết niệu dưới thì nên đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh để được bác sĩ thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng để tìm hiểu các nguyên nhân gây nên cái triệu chứng đường tiết niệu dưới để có thể có những cái phương pháp điều trị thích hợp. Dạ, vậy là không hề khó chúng ta nhận biết. Đúng rồi, hoàn toàn dễ dàng, không hề khó. Cứ thấy khó chịu là chắc chắn có vấn đề. Chắc chắn là có vấn đề. Dạ, với mỗi triệu chứng đường tiểu dưới thì sau khi chúng ta phát hiện rồi á, phát hiện bao lâu thì người bệnh sẽ nên đi khám ạ? Cũng như là để chẩn đoán chính xác các triệu chứng đường tiểu dưới thì người bệnh sẽ tiến hành thăm khám lâm sàng và xét nghiệm như thế nào ạ? Khi mà người bệnh có triệu chứng đường tiết niệu dưới thì nên đi khám tại cơ sở y tế khám chữa bệnh ngay. Dạ. Vì có một nhiều cái nguyên nhân gây nên cái triệu chứng đường tiết niệu dưới và đôi khi nó cũng đã có ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân rồi và có thể năng gây ra những cái biến chứng. Do đó, khi bệnh nhân có triệu chứng đường tiết niệu dưới thì nên đến cơ sở y tế khám chữa bệnh ngay. Thì khi tiếp cận ban đầu, những bệnh nhân mà có triệu chứng đường tiết niệu dưới ở những người nam mà lớn hơn 40 tuổi đó, thì đầu tiên thì bác sĩ sẽ đánh giá lâm sàng bằng bảng điểm IPSS. Và thực hiện cho bệnh nhân thực hiện nhật ký bàng quang nếu bệnh nhân có triệu chứng tiểu đêm. Ngoài ra thì bác sĩ cũng có thể khám tuyến tiền liệt và ngã trực tràng để phát hiện thêm những cái bệnh lý mà liên quan đến tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, bác sĩ sẽ thực hiện những cái cận lâm sàng ban đầu như là xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, làm siêu âm bụng và cái xét nghiệm cái kháng nguyên đặc hiệu cho tuyến tiền liệt là PSA để mà tầm soát ung thư tuyến tiền liệt. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì đối với những người bệnh mà họ có triệu chứng đường tiểu dưới do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt thì sẽ có những cái lâm sàng và xét nghiệm nào đặc hiệu ạ? Đối với lại những cái bệnh lý mà có triệu chứng đường tiết niệu dưới đó thì ngoài những cái xét nghiệm mà ban đầu mà bác sĩ hồi nãy có chia sẻ thì có những cái bác xét nghiệm chuyên biệt hơn, những cái cận lâm sàng chuyên biệt hơn để đánh giá được cái mức độ của triệu chứng đường tiết niệu dưới cũng như là cái ảnh hưởng của triệu chứng đường tiết niệu dưới là những cái xét nghiệm như là nội soi bàng quang để tìm hiểu cái nguyên nhân có tắc nghẽn hay không và cái hình ảnh trong lòng bàng quang như thế nào, hoặc là những cái xét nghiệm đánh giá niệu động lực học để xem các hoạt động của bàng quang và ở niệu đạo nó có những cái bất thường gì hay không. Từ đó thì bác sĩ có thể đưa ra những cái hướng phương pháp điều trị thích hợp. Một số bệnh lý nền như là tiểu đường, bệnh lý thận mỡ trong máu thì có gây ảnh hưởng đến cái kết quả xét nghiệm triệu chứng đường tiểu dưới hay không ạ? Những người mà có bệnh nền đó thì cái việc mà họ thăm khám những cái triệu chứng đường tiểu dưới sẽ có gì đặc biệt hơn so với những người bình thường không ạ? Đối với lại những cái bệnh lý mà đi kèm đó thì rõ ràng như Hực trình bày ở phía trên, những cái người đàn ông lớn tuổi thì thường có nhiều cái bệnh lý đi kèm theo bên cạnh những cái triệu chứng đường tiết niệu dưới. Thì cái bệnh lý đi kèm này nó ảnh hưởng như thế nào? Các bệnh lý đi kèm này thể nói rằng là nó không ảnh hưởng đến những cái cận lâm sàng để thăm dò và tìm hiểu cái nguyên nhân gây ra triệu chứng đường tiết niệu dưới. Nhưng mà cái bệnh lý đi kèm nó gây nguy hiểm ở chỗ là nó có thể làm gia tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp.
cũng như là bệnh lý đi kèm, nó ảnh hưởng đến các thần kinh có chi phối cho cái hoạt động của đường tiết niệu dưới, gây nên những cái rối loạn đường tiết niệu dưới. Và đôi khi đó, cái bệnh lý đi kèm nó còn dẫn tới là nguy cơ phẫu thuật nó gia tăng nếu bệnh nhân cần phải can thiệp phẫu thuật để điều trị những bệnh lý gây nên cái triệu chứng đường tiết niệu dưới. Do vậy có thể thấy được rằng là cái bệnh lý đi kèm nó ảnh hưởng rất là nhiều và nó tương tác với những cái bệnh lý gây nên triệu chứng đường tiết niệu dưới, làm cho cái bệnh cảnh của bệnh nhân nó rất phức tạp. Và trong những tình huống này thì bệnh nhân nên đến những cái cơ sở y tế có những cái chuyên gia để mà được thăm khám kỹ lưỡng, thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, cũng như là đưa ra những cái phương pháp điều trị theo hướng là cá nhân hóa, là từng bệnh nhân có những cái phương pháp điều trị cho riêng biệt, để đem lại cái mục tiêu là gì? Là thứ nhất là giảm được cái tái phát nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Thứ hai là có thể bảo vệ được cái đường tiết niệu trên, hay gọi là bảo vệ được hai cái thận đó, làm cho không ảnh hưởng đến chức năng thận. Cái thứ ba là có thể cải thiện được cái triệu chứng đường tiết niệu dưới. Và cái cuối cùng là cải thiện được chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Như bác sĩ chia sẻ thì quan trọng là mình phải đến thăm khám, chẩn đoán, điều trị tại các cơ sở y tế. Nên là Ngọc Nhi muốn hỏi thêm về tại bệnh viện của mình với ưu thế là bệnh viện đa khoa như là Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, thì cái quá trình chẩn đoán nè, điều trị những cái triệu chứng đường tiểu dưới sẽ được tiến hành như thế nào, và có những cái điểm gì nổi bật, bác sĩ chia sẻ thông tin và giới thiệu thêm cho quý vị đi ạ. Thì như hồi nãy trình bày với quý vị khán giả đó, thì những bệnh nhân mà có nhiều bệnh lý đi kèm, những bệnh nền nặng và có triệu chứng đường tiết niệu dưới, thì cần phải đặc biệt là thăm khám kỹ lưỡng và có các chuyển cận lâm sàng chuyên sâu để chẩn đoán được nguyên nhân gây nên triệu chứng đường tiết niệu dưới, cũng như là cần phải cân đo đong đếm những cái nguy cơ và lợi ích của các phương pháp điều trị, dẫn hướng tới là chọn được một cái phương pháp điều trị thích hợp nhất đối với lại bệnh nhân. Thì ở Bệnh viện Đại học Y Dược được có cái ưu điểm đây là bệnh viện đa chuyên khoa sâu, thì là nơi làm việc của những thầy và những chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực về y tế, về y học. Nên là những bệnh nhân mà có nhiều bệnh lý phức tạp đó thì sẽ được các thầy và các chuyên gia hội chẩn để từ đó đưa ra được cái phương pháp điều trị là thích hợp nhất và an toàn nhất cho bệnh nhân. Dạ, vâng ạ. Xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đoàn Vương Kiệt về những cái chia sẻ vô cùng hữu ích và cũng như rất là thiết thực vừa rồi, rất dễ hiểu nữa. Em tin chắc rằng quý vị khán giả đã có thể hiểu rõ. Và có thể nói thì cái triệu chứng đường tiểu dưới gây ra không ít những cái phiền toái cho cuộc sống của người bệnh. Việc điều trị chỉ có thể tiến hành chính xác khi người bệnh được chẩn đoán đúng có đang mắc triệu chứng đường tiểu dưới hay không, đồng thời xác định được bệnh lý nguyên nhân, từ đó có các giải pháp phù hợp để khắc phục. Vâng ạ, thưa quý vị, và trong thời gian phát sóng, fanpage Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận được rất nhiều những câu hỏi và những cái thắc mắc của quý vị liên quan đến chủ đề ngày hôm nay dành cho chương trình. Nên là ngay bây giờ, Ngọc Nhi mời quý vị sẽ cùng đến với phần tiếp theo mang tên giải đáp thắc mắc của khán giả. Cuộc sống từ những người không ngại hỏi. Khi bạn ngại hỏi, bạn ngại sự dễ chịu cho đôi tai của mình. Anh có thể chuyển nhạc khác giúp em được không ạ? Và cuộc sống có thêm một đánh giá 5 sao thay vì một lời than phiền trên mạng xã hội. Khi bạn ngại hỏi, bạn ngại ly cà phê đúng ý. Em ơi, là lại giúp chị được không? Chị order cà phê đen đá. Và cuộc sống có thêm sự hài lòng thay vì bực dọc. Quay ngược thời gian một chút, nếu bạn ngại hỏi, có thể bạn đã đánh mất điểm số cuối cùng trong bài kiểm tra một tiết. Dạ, thưa cô. Và nếu bạn đã không ngại dễ chịu, không ngại đúng ý hay đứng đầu lớp, cớ nào bạn lại ngại khỏe hơn? Tự tin hiểu trước, bạn sẽ tự tin trao đổi với bác sĩ. Ok. Bác ơi, bác đi đâu đấy ạ? À? Bọn cháu đang quay phim về những người không ngại hỏi. Có ai quy định tuổi cho người không ngại hỏi không? Dạ không. Nhờ hỏi con trai, tôi biết cách chơi Facebook. Nhờ hỏi con gái, tôi biết cách selfie. Nhờ hỏi bác sĩ, tôi biết rõ hơn về bệnh và to thuốc của mình. Và tôi là người không ngại hỏi chuyên nghiệp. Và đôi khi, để hết ngại hỏi, chỉ cần ta đổi góc nhìn. Hỏi đơn giản là khởi nguồn của một cuộc trao đổi. Và chỉ khi trao đổi, bác sĩ mới hiểu hơn về nhu cầu thuốc điều trị của riêng bạn.
Với em, sức khỏe là trên hết, nên chỉ cần thuốc nào ít tác dụng phụ và điều trị nhanh chóng. Bác sĩ cứ tư vấn cho em nhé. Tất cả họ, những người không ngại hỏi đều tin rằng phía sau câu hỏi đều là những lựa chọn tốt hơn. Đó là một toa thuốc mà mình hiểu tường tận. Đó là quyền lợi sức khỏe của chính mình. Đó là tư vấn từ những thầy thuốc đầy tận tâm. Và đó là họ, những người đã không ngại hỏi để dễ chịu hơn, để hài lòng hơn, không ngại để có điểm số tốt hơn. Và quan trọng là không ngại để khỏe. Bạn sẽ là người không ngại hỏi tiếp theo. Hỏi để khỏe, hỏi để tốt hơn. Và cho phép Ngọc Nhi được đọc câu hỏi của vị khán giả đầu tiên mở hàng phần giải đáp này. Đó là khán giả Võ Trung ạ. Anh Võ Trung hỏi như thế này: tôi đã mắc bệnh tiểu nhiều lần trong ngày và tiểu mất tự chủ. Vậy thì tôi nên mua thuốc nào để điều trị? Mong chương trình cho tên thuốc và hướng điều trị ạ. Xin chào anh Trung. Cảm ơn câu hỏi đầu tiên của anh Trung. Như anh Trung đã trình bày thì anh Trung hiện đã mắc triệu chứng là tiểu nhiều lần và đôi khi có tiểu không kiểm soát, hay ở đây tôi hiểu rằng là có hiện tượng là xón tiểu gấp. Nếu mà anh Trung không có những cái những cái triệu chứng mà thuộc về nhóm tống xuất như là tiểu yếu, tiểu rặn bụng, tiểu cách quản đó, thì có lẽ anh Trung đã có biểu hiện của những triệu chứng của bàng quang tăng hoạt. Với những cái triệu chứng của bàng quang tăng hoạt như vậy thì anh Trung đầu tiên là nên thay đổi về thói quen uống nước. Trước tiên là thay đổi về thói quen uống nước. Anh Trung uống hạn chế dùng các thức uống mà có tính kích thích như là trà đậm hoặc là cà phê đậm, hoặc là ăn quá nhiều những cái gia vị cay nóng như tiêu hoặc ớt. Và tiếp theo là cái lượng nước trong ngày thì nên sử dụng là khoảng 1 lít rưỡi nước thôi, hay là 1.500ml nước trong ngày thôi. Và tập trung nước vào buổi sáng, tránh dùng nước vào buổi chiều để có thể gây nên cái triệu chứng tiểu đêm. Nếu mà những cái thay đổi về cách dùng nước như vậy mà triệu chứng của anh Trung vẫn không thuyên giảm đó, thì anh Trung nên đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Và ở đây thì có bác sĩ có thể cho thêm anh Trung một cái loại thuốc về giảm cái hoạt động của bàng quang, hay ở đây chúng tôi hay gọi là những cái thuốc anti-muscarinic như là solifenacin để có thể sử dụng. Cảm ơn bác sĩ và thưa anh Trung thân mến. Việc mà chúng ta sử dụng loại thuốc nào thì chúng ta nên đến để bác sĩ theo dõi cái tình trạng của mình và cho thuốc. Chứ chúng ta cũng không nên sử dụng một cái tên thuốc mà chương trình giới thiệu để mình tự điều trị được. Phải đến gặp bác sĩ anh ơi. Chúc anh mau khỏe. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi của vị khán giả tiếp theo, đó là khán giả Hoàng Khương ạ. Thưa bác sĩ, nóng rát khi đi tiểu, nước tiểu có mùi hôi, có phải là do nhiễm trùng đường tiểu niệu đạo không ạ? Làm thế nào để điều trị dứt điểm tình trạng này? Các triệu chứng mà của khán giả vừa nêu đó, đó là những cái dấu hiệu của nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Thì khi mà bệnh nhân có những cái dấu hiệu này thì nên đến cơ sở y tế khám chữa bệnh để được bác sĩ xác định rằng là có phải mình đang bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu hay không. Bằng cách có thể là cấy nước tiểu để tìm vi khuẩn. Và tiếp theo đó là bác sĩ sẽ được sử dụng kháng sinh phù hợp để điều trị. Bệnh nhân không nên tự ý mua kháng sinh để sử dụng, thế sẽ dẫn tới rằng là vi khuẩn kháng thuốc và làm cho cái công tác điều trị nó sẽ phức tạp hơn. Tiếp theo câu hỏi của khán giả Minh Thắng: dạo gần đây một ngày tôi có thể đi tiểu khoảng 7-8 lần từ sáng đến tối, đây có phải là triệu chứng của bệnh đường tiểu dưới và bàng quang tăng hoạt không ạ? Thì như khán giả trình bày, khán giả đi tiểu nhiều lần, từ 7 đến 8 lần, thì thật sự nếu mỗi lần đi tiểu mà khán giả không phải bị tiểu gấp, có nghĩa là không phải thôi thúc đến nơi tiểu, đến toilet để tiểu ngay đó, thì thật sự là cái triệu chứng như vậy là cũng không quá bất thường. Vì tiểu nhiều lần thì được định nghĩa rằng là tiểu lớn hơn 7 lần một ngày. Khán giả thì tiểu 7 đến 8 lần là không quá bất thường. Thì đầu tiên á, tôi nghĩ rằng là khán giả nên thay đổi thói quen dùng nước như đã trình bày ở trên. Hạn chế những cái thức uống như trà đậm hoặc là cà phê đậm, rượu bia. Và lượng nước uống là nên một ngày 1 lít rưỡi nước thôi. Nếu mà các triệu chứng mà vẫn không thuyên giảm thì khán giả nên đến cơ sở khám chữa bệnh để được bác sĩ khám và tư vấn
chính xác hơn. Dạ vâng ạ. Anh Minh Thắng thân mến, như vậy là như bác sĩ chia sẻ thì cái việc mà chúng ta đi tiểu 7 đến 8 lần nó cũng không quá nhiều. Đúng rồi. Chúng ta theo dõi lại, biết đâu tại vì mình uống nước nhiều trong ngày thì sao, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, cảm ơn ạ, và hy vọng rằng anh Thắng sẽ sớm đến các cơ sở y tế gần nhất để mình khám chữa bệnh. Nếu như mà có phát hiện kịp thời thì mình cũng có thể điều trị hiệu quả hơn. Dạ. Tiếp theo câu hỏi của khán giả Quang Vinh ạ. Anh Quang Vinh nói như thế này: năm nay tôi 30 tuổi, mỗi đêm thì thường hay thức dậy và tiểu 2 lần. Bác sĩ cho tôi hỏi là tôi có phải bị đường tiểu dưới hay không? Ngoài ra đường tiểu dưới còn có những cái dấu hiệu nào khác để nhận biết hay không ạ? Anh Vinh thức dậy 2 lần vào ban đêm để đi tiểu, vậy là anh Vinh đã có triệu chứng tiểu đêm rồi. Tiểu đêm là một trong những triệu chứng của đường tiết niệu dưới. Khi có triệu chứng tiểu đêm, anh Vinh nên thực hiện thêm nhật ký bàng quang để cung cấp thông tin cho bác sĩ đánh giá anh Vinh thuộc về đa niệu về đêm hay là giảm khả năng chứa đựng của bàng quang vào ban đêm. Thì như hồi nãy trình bày là hai cái nhóm bệnh lý, hai cái nhóm nguyên nhân này là những cái góc bệnh nó khác nhau và hướng điều trị rất là khác nhau. Nên anh Vinh thực hiện nhật ký bàng quang và đến cơ sở y tế khám chữa bệnh để tìm hiểu cái nguyên nhân gây nên cái triệu chứng tiểu đêm của anh Vinh để được điều trị thích hợp. Dạ. Một câu hỏi tiếp theo, nãy giờ chúng ta đến với 4 anh nam rồi, bây giờ sẽ là một câu hỏi của một khán giả nữ ạ. Chị Mai Lan hỏi như thế này: phụ nữ lớn tuổi thì thường bị khó rặn tiểu, rồi tiểu tia yếu thường xuyên, soi bàng quang không có tổn thương, siêu âm hệ niệu thì bình thường. Đó, với tình trạng của tôi như vậy thì bác sĩ giúp tôi định hướng chẩn đoán, xét nghiệm điều trị ra sao cho đúng ạ? Dạ. Những bệnh nhân nữ mà lớn tuổi mà có triệu chứng đường tiết niệu dưới, mà ở đây tôi nghe thấy rằng là triệu chứng thuộc về nhóm tống xuất, là có lẽ là đi tiểu khó khăn, tia tiểu yếu, thì phải nói rằng là ở cái người nữ lớn tuổi đó thường hay có các bệnh lý đi kèm, có thể năng là bị đái tháo đường hoặc là không biết có các tai biến mạch máu não trước đây hay không, mà nó có ảnh hưởng đến cái thần kinh chi phối cho cái hoạt động của các cơ quan ở đường tiết niệu dưới, gây nên cái triệu chứng đường tiết niệu dưới. Ngoài ra cũng không quên rằng là đối là những người phụ nữ lớn tuổi có khả năng là có xa sinh dục nặng, mà xa sinh dục nặng là những cái cơ quan sinh dục đó nó xa xuống, nó gây cản trở đường ra của bàng quang, dẫn đến những cái triệu chứng tống xuất nó xuất hiện. Nên là theo tôi, bác nên đến cơ sở y tế khám chữa bệnh để được bác sĩ khám và tìm cái nguyên nhân, và đặc biệt rằng là có thể phải đánh giá niệu động lực học để tìm hiểu cái nguyên nhân gây nên cái triệu chứng đường tiết niệu dưới của bác để được khám và điều trị thích hợp. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị, hiện tại thì chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên fanpage và YouTube của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, và Ngọc Nhi vẫn đang tiếp tục nhận câu hỏi của quý vị và lựa chọn ra để gửi cho bác sĩ giải đáp cho quý vị ngay trong chương trình này. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục nha. Chúng ta sẽ đến với một câu hỏi của một vị khán giả cũng là nữ, nhưng mà chị không phải hỏi cho chị mà chị hỏi cho bố mình. Chị chia sẻ như thế này: bố tôi bị phì đại tiền liệt tuyến, thấy đau nhói liên tục. Tôi nghe nói là bệnh này để lâu sẽ biến chứng thành ung thư, thì có đúng không ạ? Và liệu có dấu hiệu nào cho thấy ung thư đang lan rộng hay là phát triển hay không? Xin cảm ơn chị. Thì với triệu chứng của bác trai đó, khi mà tiểu mà có dấu hiệu đau nhói, chúng tôi lo ngại rằng là bác đã có tình trạng của viêm tuyến tiền liệt hoặc là nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên một cái bệnh nhân mà đã có bệnh lý về tuyến tiền liệt trước đây. Thì theo tôi thì bác nên đến cơ sở y tế khám chữa bệnh để được xác định được nguyên nhân. Thì cũng phải nói cho chị rằng là những cái bệnh lý mà về tuyến tiền liệt như viêm tuyến tiền liệt thì không có chuyển thành ung thư. Không có chuyển thành ung thư. Tuy nhiên những ca nguyên ung thư tuyến liệt lại gây nên những cái triệu chứng của đường tiết niệu dưới. Nên có thể bác là có ung thư tuyến liệt và biểu hiện bằng là triệu chứng của đường tiết niệu dưới, chứ không phải rằng là những cái triệu chứng đường tiết niệu dưới hay là bệnh lý về tăng sinh lành tính tiết liệt hoặc viêm tiết liệt nó chuyển hóa thành ung thư. Nên nói như vậy để cho chị thấy rằng là mình yên tâm ha, là những cái bệnh lý về tăng sinh lành tính tiết liệt, viêm tiết liệt là những bệnh lý lành tính và không chuyển hóa thành ung thư về sau. Tuy nhiên rằng là bác cũng nên theo dõi và đến khám tại cơ sở y tế định kỳ để được điều trị thích hợp.
Dạ, vâng ạ. Chúng ta tiếp tục bác sĩ nhé. Câu hỏi của khán giả có nick Facebook là Trùng Dương. Thì anh hỏi như thế này: thưa bác sĩ, tôi có tìm bảng thang đo IPSS trên mạng để đánh giá triệu chứng đường tiểu dưới cho cha. Nhưng có rất nhiều nguồn khác nhau. Và không biết là tôi có thể tìm được bảng thang đo IPSS chính xác nhất là ở nguồn nào? Cái bảng điểm IPSS nếu mà anh Trùng Dương mà tìm trên mạng đó thì có thể tham khảo về website của Tổ chức Y tế Thế giới hoặc là đến Bệnh viện Đại học Y Dược của chúng tôi để được nhận cái bảng điểm IPSS có nguồn gốc rõ ràng và được Việt hóa để anh Trùng dễ sử dụng. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh Trùng Dương ạ. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của khán giả Hạnh Nhân. Bác nói là tôi năm nay 69 tuổi, có đi kèm theo bệnh cao huyết áp. Tôi thường xuyên bị mất ngủ do phải đi tiểu ban đêm nhiều lần nên huyết áp cũng tăng cao. Vậy khi đến bệnh viện tôi cần phải chuẩn bị những gì và có thể làm những cái xét nghiệm nào ạ? Bác đã có triệu chứng tiểu đêm và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thì đúng là bác nên đến cơ sở y tế khám chữa bệnh để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị rồi. Thì bác có triệu chứng, bác có bệnh thêm bệnh lý về tăng huyết áp nữa, thì bác nên mà mang theo toa thuốc huyết áp mà bác đang sử dụng đó. Thì vì có một số loại thuốc huyết áp có thể ảnh hưởng và làm gia tăng cái lượng nước tiểu vào ban đêm, như là những cái thuốc lợi tiểu đó, có thể sử dụng vào buổi chiều làm gia tăng cái lượng nước tiểu ban đêm. Ngoài ra thì bác nên thực hiện nhật ký bàng quang giúp bác sĩ định hướng bác rằng là triệu chứng tiểu đêm này thuộc về đa niệu về đêm hoặc là giảm cái khả năng chứa đựng nước tiểu của bàng quang vào ban đêm. Cảm ơn câu hỏi của khán giả Hạnh Nhân ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo của khán giả Minh Hoàng. Xin bác sĩ cho biết triệu chứng đường tiểu dưới có thể hết sau bao lâu và bản thân người bệnh có thể lựa chọn phương pháp điều trị hay không? Và vì theo tôi tìm hiểu thì có phương pháp quan sát và chờ đợi, có phương pháp thì là dùng thuốc và cũng có phẫu thuật. Thì liệu phương pháp nào sẽ thích hợp với tôi khi điểm IPSS của tôi là 19 ạ? Để trả lời câu hỏi của khán giả thì phải nói rằng là cái câu hỏi của khán giả đó được đặt ra đó thì rõ ràng là mình không nên tự điều trị tại nhà. vì triệu chứng đường tiểu dưới có nhiều cái nguyên nhân và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nên là bệnh nhân thì nên đến cơ sở y tế được khám chữa bệnh. Như hồi nãy nói rằng là có nhiều phương pháp điều trị bao gồm có cả chờ đợi, theo dõi, sử dụng phương pháp điều trị nội khoa hoặc là sử dụng phương pháp phẫu thuật. Nó không phụ thuộc hoàn toàn vào điểm số IPSS. Nó còn phụ thuộc vào nhiều cái tình trạng bệnh lý khác nhau và những cái ảnh hưởng của những cái bệnh lý gây nên đường triệu chứng đường tiết niệu dưới lên tới sức khỏe của bệnh nhân, như là nhiễm khuẩn đường tiết niệu hoặc là suy giảm chức năng thận hoặc là gây nên những hiện tượng như tiểu máu. Thì đó là những cái biến chứng mà những cái bệnh lý này gây nên cho bệnh nhân, thì cần phải được điều trị gọi là tích cực hơn. Thì những bệnh nhân mà có triệu chứng mà đường tiết niệu dưới mà mức độ nhẹ đó thì mới nên chờ đợi và theo dõi, và không ảnh hưởng gì đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cả thì mới chọn phương pháp chờ đợi và theo dõi. Khi mà triệu chứng đường tiết niệu dưới đã có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, có ảnh hưởng đến những cái sinh hoạt thường nhật của bệnh nhân thì đã bắt đầu được phải điều trị rồi. Và điều trị nội khoa hay là điều trị phẫu thuật thì phụ thuộc vào những cái bệnh lý đi kèm, cũng tình trạng bệnh nhân cũng như cái ảnh hưởng của cái nguyên nhân gây nên triệu chứng đường tiết niệu dưới đến sức khỏe của bệnh nhân. Vậy thì anh Minh Hoàng, chúng ta hãy đến với cơ sở y tế gần nhất để mình được khám và điều trị kịp thời, nên là không nên tự ý ở nhà đâu. Một lời khuyên dành cho tất cả quý vị khán giả luôn ạ. Chúng ta sẽ vẫn trả lời tiếp tục những câu hỏi của quý vị gửi về cho chương trình, bởi vì thời lượng chúng ta cũng còn. Nhưng mà tuy nhiên không nhiều, nên cho phép Ngọc Nhi sẽ trả lời khoảng tầm 4-5 câu nữa thôi quý vị nhé. Bây giờ sẽ là một câu hỏi của chị Quỳnh Hoa. Chị Quỳnh Hoa chia sẻ là: chào bác sĩ, năm nay tôi 50 tuổi và đang trong giai đoạn mãn kinh. Thì gần đây tôi đi tiểu rất là khó, tiểu nhiều lần trong ngày và có cảm giác hơi rát nhẹ lỗ niệu đạo. Tôi không biết đây là do mãn kinh hay là bị triệu chứng đường tiểu dưới. Mong bác sĩ hướng dẫn tôi cách để xác định tình trạng hiện tại của mình. Xin trả lời câu hỏi của quý khán giả. Thì phụ nữ mãn kinh cũng thường có xuất hiện cái triệu chứng đường tiết niệu dưới, như khán giả đã trình bày, triệu chứng nóng rát,
là có thể là có dấu hiệu của viêm niệu đạo. Và viêm niệu đạo phụ nữ mãn kinh thì không hẳn là do vi khuẩn đâu, cũng có khả năng cái tình trạng viêm niệu đạo cũng là do sự thiếu hụt của nội tiết tố nữa. Quý khán giả thì như hồi nãy cũng khuyên nhủ đó, tôi cũng khuyên nhủ tất cả các quý vị khán giả, thì khi mà quý vị khán giả có triệu chứng của đường tiết niệu dưới thì nên đến cơ sở y tế khám chữa bệnh để được bác sĩ thăm khám, vì có rất là nhiều những cái nguyên nhân và những cái hậu quả của những cái bệnh lý này gây nên cho sức khỏe của bệnh nhân. Dạ vâng ạ. Và có thể đến với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta thăm khám chẩn đoán kịp thời quý vị nhé. Rồi, chắc chắn rồi. Dạ. Câu hỏi của khán giả tiếp theo là Kim Hiền ạ. Kim Hiền hỏi là: thưa bác sĩ, tôi đang bị bệnh tiểu đường. Thời gian gần đây tôi phát hiện mình có biểu hiện của triệu chứng đường tiểu dưới vì cứ hay đi tiểu về đêm và lúc nào cũng có cảm giác là buồn tiểu. Vậy khi đến xét nghiệm nước tiểu để chẩn đoán bệnh thì bệnh tiểu đường của tôi có gây sai lệch hay là ảnh hưởng đến kết quả không ạ? Dạ. Như lúc đầu đã trình bày về các bệnh lý đi kèm liên quan đến triệu chứng đường tiết niệu dưới đó, thì đái tháo đường và tiểu đêm là những cái gọi là hai cái vấn đề sức khỏe hay có liên quan với nhau. Những cái bệnh nhân mà kiểm soát đường huyết không tốt thì có thể làm gia tăng cái lượng nước tiểu vào ban đêm, gây nên cái hiện tượng là đa niệu về đêm. Biểu hiện cái triệu chứng là bệnh nhân phải thức dậy vào ban đêm để đi tiểu. Nên là bệnh nhân thì cần thứ nhất là kiểm soát đường huyết thật là tốt. Thứ hai thì đến cơ sở y tế khám chữa bệnh thì bệnh lý đái tháo đường và các xét nghiệm để chẩn đoán nguyên nhân gây ra triệu chứng tiểu đêm thì thường là cũng không ảnh hưởng. Nên là bệnh nhân cứ nên đến cơ sở y tế khám chữa bệnh để được thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Dạ vâng ạ. Cho phép Ngọc Nhi xin đọc thêm khoảng 2 câu hỏi nữa thôi quý vị nhé, bởi vì thời lượng chúng ta cũng sắp hết rồi ạ. Câu hỏi tiếp theo Ngọc Nhi lựa chọn đó là câu hỏi của khán giả Bảo Linh. Khán giả hỏi như thế này: chồng tôi bị tiểu đường lâu năm, gần đây lại tiểu đêm thường xuyên. Tình trạng này khiến chồng tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Thì xin bác sĩ cho biết nếu mà chồng tôi được chẩn đoán có triệu chứng đường tiểu dưới thì có ảnh hưởng đến đường huyết hay không ạ? Và các phương pháp điều trị bệnh có hỗ trợ ổn định đường huyết không hay là ảnh hưởng như thế nào? Như vừa mới trình bày, đái tháo đường và tiểu đêm là tình trạng sức khỏe rất là thường gặp và có liên quan với nhau. Chắc chắn là bệnh nhân phải kiểm soát đường huyết thật là tốt để tránh cái hiện tượng đa niệu về đêm. Ngoài ra thì điều trị các cái triệu chứng của đường tiết niệu dưới đó, các thuốc hoặc là các phương pháp điều trị thì nó lại không ảnh hưởng đến cái quá trình điều trị bệnh lý đái tháo đường. Nên là hai cái bệnh lý này có thể được điều trị đồng thời và không ảnh hưởng khi mà sử dụng thuốc. Như vậy là chúng ta sẽ yên tâm, nếu mà chúng ta sử dụng thuốc thì nó sẽ cũng không ảnh hưởng mình tiếp tục dùng thuốc ha. Câu hỏi cuối cùng thôi bởi vì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, nên cho phép Ngọc Nhi đọc câu hỏi của chị Ngọc Hạnh và để khép lại các phần hỏi đáp khán giả ngày hôm nay. Chị chia sẻ như thế này: bố tôi năm nay là 66 tuổi và được chẩn đoán là béo phì cấp độ 1. Việc đi lại cũng chậm hơn bình thường. 2 tháng trở lại đây thì bố tôi đi tiểu nhiều lần trong ngày, nhưng lần nào cũng tiểu lắt nhắt. Và tôi tra cứu thông tin thì thấy có triệu chứng đường tiểu dưới khá giống với tình trạng của bố tôi hiện tại. Thực hiện tính điểm IPSS cũng cho ra kết quả như vậy. Vậy thì bố tôi có cần dùng thuốc điều trị hay không, hay là dùng phương pháp khác, nhất là khi bố tôi tuổi đã cao còn đang bị béo phì nữa Thì trả lời câu hỏi của quý vị khán giả đó, đây là một cái tình huống mà phức tạp. Một bệnh nhân lớn tuổi và có béo phì, rồi có những cái bệnh lý về rối loạn chuyển hóa. Và có thể là có những cái bệnh lý đi kèm về đái tháo đường, về bệnh lý tim mạch, cộng thêm những triệu chứng đường tiết niệu dưới. Vấn đề nằm ở chỗ là như tôi đã trình bày đó, đối với những cái bệnh nhân mà có nhiều bệnh lý đi kèm mà có sự phức tạp như này thì khán giả nên đưa bác đến cơ sở y tế khám chữa bệnh, và đặc biệt là có thể đến Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để được các chuyên gia chẩn đoán và chọn cái hướng điều trị thích hợp nhất, không nên tự ý điều trị tại nhà. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, và câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại phần hỏi đáp khán giả ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn những giải đáp và chia sẻ quý báu đến từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Phương Kiệt, và mong rằng buổi tư vấn ngày hôm nay sẽ giúp quý vị khán giả có thêm những kiến thức về triệu chứng đường tiểu dưới, cũng như nắm được các bước cơ bản trong việc xác định mức độ bệnh và thực hiện để chẩn đoán bệnh
Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại, và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến thạc sĩ bác sĩ Đoàn Vương Kiệt đã tham gia chương trình ngày hôm nay và có những cái chia sẻ, những cái tư vấn mà Ngọc Nhi cảm thấy rằng rất rất là dễ hiểu, nên là chắc hẳn là quý vị khán giả cũng đã có thêm cho mình rất nhiều những kiến thức rồi đúng không ạ? Và kính chúc bác sĩ của chúng ta sẽ luôn dồi dào sức khỏe và hy vọng sẽ luôn nhận được sự yêu mến và hỗ trợ thông tin từ bác sĩ ạ. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Nhi, xin cảm ơn quý vị khán giả. Thưa quý vị, chương trình tư vấn Hỏi để khỏe hơn với chủ đề Chẩn đoán ban đầu triệu chứng đường tiểu dưới do Trung tâm Truyền thông Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp cùng với công ty Sanofi Việt Nam thực hiện. Chương trình được phát sóng trên trang fanpage và YouTube, phát lại trên app UMC Care của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Và để biết thêm các thông tin hữu ích về sức khỏe khác thì quý vị hãy theo dõi hệ thống kênh truyền thông y tế chính thống của bệnh viện, bao gồm kênh YouTube, Zalo, fanpage, website và app UMC Care. Tất cả đường link hệ thống kênh của bệnh viện sẽ được chúng tôi hiển thị bên dưới phần miêu tả. Quý vị hãy đăng ký theo dõi để hiểu hơn về những vấn đề sức khỏe quý vị nhé. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.